Rồi bắt đầu đi đến khu vực của những người anh em. Xuân trước đây, xuân trước. Một đôi của xuân trước chưa lên đường. Một đôi của xuân trước vẫn ở đây. Hôm nay có thêm một cây rừng mới. À, tí nữa để chờ trước ra nói chuyện cho dễ. Bây giờ nói chuyện với nghệ nhân này chở có mỗi cây đi à? Chỉ đấy. Dạo này làm đẹp thế, làm cây dạo này làm đẹp thế. Cái này chơi một cái tán tròn tròn thôi. Và cây dạo này làm đẹp thế. Hiểu chưa? Nhân. Cái này chơi một cái tán tròn tròn. Không cần nhiều gì cần. Cái là cái mâm xôi thôi. Đúng rồi. Thiếu con gà nữa. Chia tay ra nó cũng có bóng thế này. Kiểu gì nó cũng tròn như là mâm xôi thôi đúng không? Như đầu ti. Bây giờ nó đơn giản lại là đầu ti thì phải có cái nhọn nhọn đấy. Cái gì cũng phải cầu kỳ thì... Đấy, càng đơn giản cái thế là cây này là bao tiền nhỉ? Cây này là 4 đồng. 4 triệu. Đấy. 4 triệu đồng. Dưới này là cây khác à? Dưới này của anh à hay là để xem. Đây này nhiều rễ ghê nhỉ. Anh à, đắt hàng lắm nhỉ. Đấy. Sộp lấy bao tiền anh? Sộp gần 2 đồng. Gần 2 đồng. Đây, ông này nhè đá đấy. Ông này nhè đá đấy. Tiền đấy. Xin lấy bao tiền anh? Đấy, 2 củ đấy. Đấy. Đá đẹp rồi đấy, hai củ. Được cây lão nhỏ hơi hay đấy. Anh phải xoay mặt này ra này. Đấy, xoay mặt này ra này. Kéo cái rễ này ra đây. Cây lão cho rễ nó chống ra. Ôi, hay phết đấy. Cho cái này ra đây xong rồi để cái để hòn đá nhỏ ở đây này cho nó ôm vào. Ôi trời ơi. Hai cái rễ. Đúng rồi. Lão là đấy, xoay mặt này ra rất đơn giản đúng không? Liền nhìn đã thấy sáng hết cả người, sáng đúng không? Nhìn sáng hết cả thằng người, dữ liệu đầy đủ ấy, quần quại hàng chậu đấy bé. Còn đây thì sao? Vài trăm nghìn đấy, anh em thân là có tặng. Hàng này không bán đâu anh, hàng này không bán đâu, đang bảo là mua một tặng hai đây. Nay cán bộ ra muộn đấy. Mưa. Em vừa mới ra đây. Mưa thì bây giờ mới ra đây. Còn xinh nữa. Đấy. Đẹp kinh điển đấy. Lê Minh Tuấn rồi không gỡ cây xuống mà để đấy. Nói. Vào cây mạnh rồi. Vâng, ok. Đấy, à đây. Ra nổ nốt của ai đây? Cái này của Tuấn à? À hôm vừa rồi thấy Facebook ngó đây đúng không? Hôm vừa rồi thấy ngó thì bóng cây này đã đây rồi. Tuấn tiền tỷ có phải không? Nghệ nhân Tuấn tiền tỷ, cái này bao tiền? Cây này 40 không ạ? 40. Chất liệu xanh quê nhiều quả. Muốn soạn ra thì khỏi bàn rồi. Cái này nó 45 năm rồi. Tuấn tiền tỷ 40 quả này. Đấy. Anh vừa cắt đấy. Bóng rất rộng. Đẹp đấy. Ra kinh khủng khiếp. 40 để sang miền Đông nước Anh để lấy đúng không? Có phải anh nhỉ? Có phải quê hương Đông Anh nhỉ? Hay là ở đâu anh nhỉ? Có phải Đông Anh không?
À, Gia Lâm, Gia Lâm. Gia Lâm. Nhầm. Nhớ nhầm là miền Đông nước Anh. Bên Gia Lâm. Đấy, già. Đẹp quá. Ok anh. Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai. Lọ Hoa. Tác phẩm Lọ Hoa. À, đây cây kiện, cây to to kiện. Xin chào có chủ tịch quốc hội. Đấy, ông này có cây phi lao lạ đấy. Phi lao là bao tiền đấy ông? 2,5 triệu. Đấy. Rất nghệ thuật. Văn nhân. Mà già. Khắc khổ, già. Khắc khổ. 2 triệu. Xương cá. Ô, chơi cái xương cá này hay lạ. Cái xương cá này trước cây nào lá như này bé này. Cái xương cá hôm nay thả nước nằm này nhìn. Nhiều người bảo xương cá, người ta không tin là xương cá này. Đấy, rừng diều giết. Quá ổn định rồi. Đẹp quá. Chú ông đắt hàng nha. Đây, cây kiện này nó nảy ra đây. Cây này cao cỡ 70 phân, 78-70 phân. Chắc mấy cây kia bán rồi sau. Đấy, nhìn cái đoạn này thích không? Các bác nhìn, nó ăn vào đá, thích. Làm rất nghệ thuật cây này đấy. Ra. Vâng, mưa anh ạ, sáng có việc bận. Lại báo giá cây này lại cái. 25 triệu. Vẫn 25 nhỉ? Cho nó... Đẹp đấy, quá nghệ thuật. Mấy cái nhà đã khi nào đi chưa anh? Chưa, con kia anh bất nhà anh có mang đi đâu. Lại đọc số lại cái. 0967 0967 113 113 0113 à. Đây này, ngay đi. Cây này cao cỡ khoảng 70 phân. Đâu, 1 mét. 1 mét à? Đẹp đấy. 1 mét là tính từ dưới này. Đấy, mặt dưới này. Đấy, rất hay. Cây làm rất nghệ thuật. Đá điếc này. Như mắt lưới đàn. Chả thấy xin số, chả thấy ông nào gọi điện. Thế mày lạ. Xin xong bỏ đấy à? Chết trời. Chơi thế thì cao cấp quá. Chơi thế thì cao cấp quá. Quê về quê người ta gọi địa chủ đấy. Cứ thấy chở cây về là người ta bảo địa chủ đấy. Và thằng này chắc nó bốc được tiền ở đâu. Về quê là nó thế đấy. Nhìn cái chỗ này nó chảy thích nhỉ. Đấy, đấy. Thân đai góc, trần bệ rộng rãi, cây rất nghệ thuật, trực lại đẹp, trực làm kìa. Đấy, bắt đầu lại nắng rồi. Quá đẹp. Cây này không mua thì mua cái gì. Đấy, còn ông này sẹo to quá. Đóng cái đinh vào đây. Đóng cái đinh vào đây, ra. Cho anh lên truyền hình ký xem nào. Có chứ, đang tìm diễn viên đây. Đang tìm diễn viên truyền hình. Này mà cái sẹo nó nhỏ tí hoặc là chỉ đến đây thôi, chỗ này nó rách lên tận đây nhỉ. Sao nó về sau nó bó hết. Cây đang chăn nuôi cũng sẵn gì hết. Chăn nuôi dễ này, nó về sau là vèn hết rồi. Làm cho nó tách nhau ra tí nữa. Cần nó thì còn vèn tới đây thôi.
cũng cân thì bền nhiều. Bảo là phải tách cái này ra xuống tí nữa. Không, đang hơi dính với cổ. Đang hơi dính với cổ. Rộng ra như số cái này bỏ. Cách cái này đục cái này phát thì kéo là nó đang cái này nó đang hơi dính với cổ, tất nhiên xử lý được. Đấy, đơn giản. Xử lý được. Bình nhá. Phê của Xuân trước à? Không, của nó mời mời. Của nặng phết đấy nhỉ. Rồi. Chỗ này hơi suôn nhỉ. Đây đập cho nó vài búa đây được. Đục. Cho phải nhắc đục vào cái này khác cây. Cái này ra cho nó phun vệ triệu ra triệu rồi mấy triệu cũng to lắm mình vừa rồi và là thao mỡ về thà đâu hôm vừa thôi lấy con thai thân đâu đẹp con đó sống sinh hóa thế bây giờ mẹ gom gom đấy cây này nuôi thì tốt quá chứ khung khung khiếp có rồi không phải tưởng tượng nhiều nữa. Đấy ok đấy không phải tưởng tượng nhiều rồi ở nhà cất một con thấy bảo đẹp lắm con chiến đầu thế thì phải vào xem đi chiều nay vào ui giời chiều nay thì lại bận quá không vào được ai sang hầu hầu trước huynh nha. Em này thì bao nhiêu tiền đây? Là con này á, đến là 7,5 triệu chứ không? 5,5. Thôi đấy, đèn đó. Bóc xử cái này thì làm 2 cây. Thử á. Bóc bỏ đi. Rồi thoát cây ra. Và thích bỏ về làm như nào đó thì kệ đi. Vâng. Đấy, 7 đồng. Được. Nếu mà em chơi thì em bóc bỏ cái kia đi. Điên. Ui giời. Nếu bóc cái này ấy, thì bỏ chân này đi, bỏ cái này đi. Nhấp cả cái ngàn này đi. Cắt ngắn đến đây. Cắt ngắn. Cắt ngắn đi. Hơi bò quá nhỉ, nhưng mà được. Nuôi được. Được cái màu trực đẹp. Vâng. Được cái màu trực đẹp. Đấy. Đấy. Đẹp đấy. Con ăn ảnh thế đấy nhỉ? Ăn ảnh quá. Ăn ảnh thật đấy chứ? Ăn ảnh. Nhìn đây nhìn thì biết rồi, nó có khung khiếp đàng hoàng. Xe ở chỗ này đi này. Đấy, con nhìn xe ở chỗ này. Đấy, sạch cây. Sạch cây. Sạch cây, mỗi đất với chậu là bẩn thôi. Thì cây sạch. Sao những cái này? Cục này bao nhiêu? À, con đấy là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Ui chà chà. Đấy. Con chăn nuôi được. Đấy. Xong làm con này làm 5 thân được. Ừ. Mà sực hoành được. Sực vào hoành. Và con có thì làm 1 thân, 2, 3, 4, 5 thân. À. Cũng được. Được rất nhiều cái ấy để mình làm. Kinh điển đấy. Dữ liệu. Dạ. Thế còn đây là rừng này bao nhiêu tiền? Rừng này là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Xoay con này lại nào. Đấy. Đấy, rất nhiều lối để mình làm. Thoải mái sáng tạo. Thoải mái sáng tạo. Con đấy thì sao? 8 triệu. 8 triệu. Giá là êm ái. Còn đây thì vẫn là 10 đúng không? Đây 10 triệu. Tập số cái gì cho nó ai rồi đấy. Quên đấy. 0982 0982 705 096 Rồi. Xong hết chưa? Xuân trước. Đã hết. Rồi ok. Nghỉ thôi. Kết thúc buổi chợ hôm nay như thế thôi các bác ạ. Đây, xung quanh đây. À, con ấy vừa quay cái lúc không có ở đây rồi. Đi xem đi.
Cái là đẹp hơn đi chứ. Đẹp phải khoe ra. Được. Rồi, đẹp. Đấy. Đẹp. Rồi, tạm biệt các bác nhé. Hẹn gặp lại ở video mới tiếp theo.